Chất đầu tiên của chúng ta. Xong đi nhỉ? Hai bạn xong chưa? Tiếp tục sang kiến thức thứ hai. Sang tính chất thứ hai là tính kế thừa. Tính chất kế thừa ở trong lập trình không đối tượng thì chúng ta sẽ có là một cái class A và chúng ta có class B, class C. Thì cái class A sẽ là cha của A này, thể hiện bằng cái câu lệnh là class B. Tôi tiếp tục dùng ngoài này cho nhiều người biết đấy. Class B chúng ta thể hiện cái việc kế thừa ấy bằng cái việc câu từ, bằng cái từ là extend A này. Extend thì là thể hiện cái việc là class B kế thừa class A. Nếu mà thằng C thì cũng kế thừa class A thì chúng ta lại viết là extend A vào trong này. Được chưa? Thì cái việc kế thừa này thì có lợi ích gì? Ví dụ class A này có các thuộc tính là màu sắc, tên, giới tính gì đấy hả? Và có các hành động là ăn, ngủ. Đúng không? Thì cái lớp B này, bản thân cái lớp B này nếu mà kế thừa ấy, thậm chí là nó không cần biết bất kỳ một thuộc tính gì hoặc một hành động gì ở trong cái cặp giống ngoặc của nó cả. Không phải biết thuộc tính, không phải biết hành động. Mà chúng ta có một cái đối tượng, một cái thực thể mới tên là X bằng new B như này. Thì cái thằng X này, cái thực thể X này hoàn toàn có thể sử dụng các cái thuộc tính về màu sắc, tên, giới tính và hoàn toàn có thể thực thi được các hành động như ăn, ngủ, được định nghĩa tại cái lớp cha của lớp B như này. Thì chúng ta hoàn toàn có thể thực thi câu lệnh ví dụ như X trỏ đến ăn này, rồi X trỏ đến ngủ này đó, rồi đô la X xét lại cái thuộc tính màu sắc bằng đen, ví dụ thế, hoàn toàn có thể làm được việc này. Mặc dù các cái hành động và các cái thuộc tính này không có tội được, không được định nghĩa trong lớp B nhưng mà định nghĩa lớp bố của lớp B, cho nên chúng ta được phép sử dụng, đúng chưa? Đó là cái tính kế thừa, cái thuộc tính này rất dễ và rất quen thuộc với các bạn. Và sau này các bạn nếu mà dùng ABC ấy, cái kế thừa này nó là một cái thứ để giúp chúng ta tiết kiệm rất là nhiều công sức để lập trình, công sức chúng ta để bắt cốt. Đấy là cái tính kế thừa tiếp theo, là tính kế thừa. Và kế thừa thì bao giờ cũng đi cái đa hình. Đa hình. Cái tính đa hình là gì? Tính đa hình có thể hiện bằng một cái từ thôi, được gọi là override. Override. Đó. Over là đè lên, right là viết đè lên. Ví dụ ở trong cái lớp A này có cái hành động ăn thì nó thực hiện cái hành động là ăn cơm. Cái cô là cái ăn cơm. Cái lớp B này, kế thừa lớp A, chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa lại cái hành động ăn, function ăn. Mặc dù cái hành động này nó đã có ở lớp cha rồi, nhưng mà chúng ta ở lớp con ấy muốn định nghĩa lại thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể định nghĩa lại được. Chúng ta có thể là echo ra là ăn cám. Thằng này thì ăn cái gì đấy khác thì ăn thịt đó. Thì ở đây khi mà chúng ta biết như này mà cái đối tượng x lấy bằng new b thì khi mà x thực hiện cái hành động ăn thì theo các bạn là cái hàm này sẽ được thực thi hay là hàm này sẽ được thực thi? Hàm nào? Hàm này hay là hàm này? Hàm này. Vì sao? À? Ta gọi là override, đi đè lên. Thì cái chúng ta có logic ở trong lập trình đối tượng như sau này. Nếu cái lớp con, một đối tượng, một thực thể thuộc lớp con thực thi một hành động, nó sẽ tìm cái hành động đấy ở trong cái cặp giống ngoặc, xem có được định nghĩa ở trong cặp giống ngoặc của lớp con hay không. Nếu có thực thi cái câu, các câu lệnh nằm trong cái hàm thuộc lớp con. Còn nếu không có, tìm ở lớp cha. Được chưa? Nếu lớp cha có thì sẽ thực hiện cái hành động của lớp cha. Còn nếu là lớp cha lớp ông không có, bỏ luôn. Được chưa?
Đó, do đó là các hàm và các thuộc tính ở lớp con bao giờ cũng sẽ được ưu tiên. Thì như nhỉ, bao giờ cũng sẽ được ưu tiên để thực thi. Còn nếu mà không có ở cả lớp con, không có lớp con thì sẽ thực thi cái hàm ở lớp trang. Và nếu mà lớp trang không có nữa thì báo lỗi. Được chưa? Do có cái tính chất này cho nên lớp B có thể là viết lại được cái logic ở trong cái hàm ăn này. Lớp C cũng có thể viết lại cái logic ở trong cái hàm ăn này. Do đó nó trở nên, các cái hàm của chúng ta trở nên sinh động hơn và đa dạng hơn. Thì đấy nó là thể hiện cái tính đa hình trong lập trình của đối tượng. Được chưa? Được, dễ rồi. Trông mặt đần thối rồi. Đứa nào cũng không biết gì. Cái này làm sao mà đi làm được? Học là để ra trường đi làm, nhưng mà học kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì các bạn nên ở nhà tu luyện. Còn vớ vẩn có nhiều cơ hội hơn. Nói thật. Đấy, đấy là tính chúng ta xong 13 tính chất kế thừa đa hình và trừu tượng. Còn một tính chất cuối cùng, lớp này chẳng đứa nào bằng sách vở gì à? Thế sao mà ghi nhớ được cái gì? Ghi vào máy à? Có mà ghi, tôi thề với các ông luôn, đây tôi đi đâu cũng sách của mình, đi đâu cũng phải có một quyển vở. Đây, kiếm cho tôi một quyển vở nhỏ nhỏ như thế này và một cái bút. Tôi còn hết giấy rồi đó. Đây, đến tận đây chẳng có cái tờ nào không có chữ. Nên mang cho mình một quyển vở đi để ghi chép vào, đấy là cách học, và sau này nó sẽ là cái lợi thế của mình khi mà sau này đi phỏng vấn các thứ học đấy, đi làm của các bạn đi làm, các bạn đi họp, các bạn cứ phải mang quyển vở đi để ghi vào. Như vậy thì thứ nhất là nó chuyên nghiệp, cái thứ hai là không tránh những cái việc chúng ta quên trong cái công việc, và đấy nó là lợi thế của các bạn thôi. Thằng nào nhớ dai hơn thì thằng đấy có lợi trong công việc. Ví dụ sếp bảo làm cái A nhưng mà chúng ta làm cái A rồi, sau hôm sau đem gửi lên cho sếp, nhưng mà sếp bảo là cái A của tao nó phải như thế này như thế kia, không phải như mày viết lại. Nhưng mà mình thì không có ghi chép gì lại về bằng chứng, xong rồi thôi thì lời nói gió bay, là ngồi cãi nhau, ngồi khóc đó. Cho nên là đi họp hay ai bảo gì chúng ta ghi vào một quyển vở, bằng chứng đây em viết như này, anh có đồng ý không? Nếu đồng ý rồi hôm sau làm đúng như này, anh có bảo em làm lại cái khác, thứ nhất là anh cho em thêm thời gian em làm, chứ không phải là em sai, em làm đúng theo ý anh, anh đừng có cãi với em, thế là xong. Thế là lợi thế khi mà chúng ta có bằng chứng đi làm, kinh nghiệm ở chỗ đấy. Chứ còn cái việc đi làm của các bạn, tôi không biết là Dũng nó nói chuyện cái việc đi làm của nó với các bạn như thế nào, nhưng mà thực tế ra các bạn đi làm ấy thì nó không phải không giống như cái việc mà chúng ta đi học, cũng không giống như việc chúng ta đi chơi. Đi làm thứ nhất là mình phải phòng thân đã. Phòng thân là để làm gì? Phòng thân để đỡ phải mất thêm nhiều thời gian để hoàn thành một công việc. Có thể là người ta bắt là các bạn làm cái này, nhưng người ta có thể làm biến đổi nó đi xong một thời gian đó, thì chúng ta lại phải theo, không theo đến tết không xong được. Thì tốt nhất từ buổi sau các bạn mang cho mình một cái bút đi, học cái gì ghi lại, ghi ít cũng được, ghi nhiều cũng được, ghi được cái gì là quan trọng đấy. Tiếp theo tính chất cuối cùng là tính đóng gói. Chẳng biết mình biết có dạy xong hôm nay buổi ngày mai được không. Tính chất cuối cùng là tính đóng gói. Tính đóng gói thể hiện các bạn nhớ mình như này, cái phạm vi nhá. Trước khi vào thì chất là mình có cái từ là phạm vi của lớp. Phạm vi của lớp thì chúng ta nhớ là cái phạm vi của nó trong này, được chưa? Cái phạm vi lớp ở trong này thì đó là cái định class x, thì cái phạm vi định nghĩa nó trong này. Thì á, chúng ta cái từ tính đóng gói này, chúng ta có ba cái từ là public, protected và private. Nó sẽ như thế này. Cái thuộc tính hoặc cái hành động nào được quy định là public chưa? Thì cái thuộc tính và cái hành động được quy định bằng cái từ khóa public này thì các bạn gọi nó ra ở bất kỳ chỗ nào cũng được. Ví dụ ở trong phạm vi tôi có cái bảng như này, đây là lớp chính nó này, lớp con này, và bất kỳ đâu thì tôi có cái bảng như này, đây là public protected và private đó.
như này, thế nào như này. Thì public chính bản thân nó dùng được ở trong cái nội dung, cái phạm vi của đối tượng ấy, thì các bạn có thể gọi nó ra được và nhắn nó chịu được. Lớp con cũng có thể thực hiện cái việc đấy ở bất kỳ đâu, ở phía ngoài của hai cái thằng này cũng có thể làm được cái việc đấy. Tí nữa tôi sẽ code demo cho các bạn. Tiếp theo là thằng protected, thì chính bản thân nó tương tác được, lớp con tương tác được, nhưng mà ở phía ngoài của hai cái thằng kia không tương tác được. Còn private thì chúng ta chỉ có đây thôi. Đó, chúng ta thể hiện như sau. Tôi sẽ code một đoạn demo cho các bạn. Ví dụ vào PT tester đi. Chúng ta có một class A. Class A có cái public đô la x bằng class thuộc tính x, thuộc tính x, được chưa? Chúng ta có class B extend cái A này. Chúng ta có cái hàm function get x. Chúng ta tiến hành echo ra cái đô la this cho đến x. Chúng ta có thêm cái hàm function là get set x. Đây là value, nhận tham số là value. Chúng ta hoàn toàn có thể đô la this cho đến x bằng value. Đó, đây là lớp chính, cái bản thân của cái lớp cha đúng không? Đây là lớp kế thừa này. Còn đây ở phía ngoài thì chúng ta có thể thể hiện cái từ public như này. Đô la z bằng new a. New a. Có nhìn thấy gì không nào? Được chưa? New a này. Sau đó chúng ta có thể echo ra cái z trở đến x. Và chúng ta run. Đây, chúng ta lấy được ở phía ngoài đúng không? Cái việc lấy ra này, cái việc tương tác với cái thuộc tính x này, nó nằm ngoài phạm vi của cái lớp A, nằm ngoài phạm vi của lớp con của lớp A, thì chúng ta có thể lấy ra được, hoặc là thậm chí chúng ta gắn giá trị được. Đô la z trở đến x bằng th như này, thì nó có thể thay đổi được đúng không? Đây là thể hiện cái dấu tích ở cái bất kỳ đâu của thuộc tính public. Xong chưa? Bây giờ chúng ta get x ra từ lớp B. Bây giờ cái z này không còn là của lớp A nữa mà nó thuộc về lớp B. Tôi bỏ cái này đi. Thì bây giờ cái z này nó thực thi cái hành động đó là get x. Được chưa? Đây. Được chưa? Vẫn ra thuộc tính x. Các bạn để ý này, cái việc echo này, cái việc echo nó thực hiện nằm trong phạm vi của cái lớp B là con của lớp A ở trên đúng không? Thì đây là cái việc, cái địa điểm thực thi ấy, nó nằm trong cái lớp con mà chúng ta vẫn lấy ra được, đúng không? Thuộc tính được xét ở lớp cha thì chứng minh cái việc là cái public này có thể tương tác được với lớp con, được chưa? Còn đây chúng ta có cái function get x parent x, parent x. Đâu rồi? Đây, chúng ta có echo $this cho đến x. Thì chúng ta có cái lớp đây để chuyển về lớp A này. A get parent x. Được chưa? Run. Vẫn lấy ra được thuộc tính x. Thì ở đây cái ba cái dấu tích này là thuộc về phạm vi. Chính nó lấy được này. Lớp con của nó lấy được này. Ở phía ngoài lấy được. Được chưa? Đấy là về cái từ khóa là public. Tiếp theo là từ khóa về protected. Từ khóa protected. Thì các bạn coi nhé. Bây giờ tôi có z bằng new a. Z bằng new a này. Cái thuộc tính x này nó là... Cái thuộc tính x này mượn thì phải mượn cả bàn. Sao mượn được một cái ghế? Tí nữa nhớ đem trả nhá. Các bạn ở phòng nào nhỉ? Bên cạnh mình. Rồi chúng ta có cái
có cái z bằng new a này, bây giờ chúng ta lấy ra z trỏ đến x có ra không? Ra vòng mắt. Gật cái gì mà gật? Được chưa? Cannot access là không thể truy cập vào thuộc protected property, tức là không thể truy cập vào cái thuộc tính là protected ở phía ngoài này, bởi vì nó không nằm trong phạm vi lớp lớp cha, nó cũng không, cái việc lấy ra nó cũng không nằm trong phạm vi của lớp con, được chưa? Thì ở đây chúng ta có cái protected thì ở phía ngoài của hai thằng kia là x, không lấy ra được đâu, cũng không xét được đâu, các bạn không thể nào mà gán giá trị cho nó được. Đây, bằng test, các bạn không thể nào là gán giá trị cho nó được, lấy ra cũng không được mà gán vào cũng không được. Đây lỗi xảy ra ở dòng số 27, đúng không? Đây này, dòng này này, được chưa? Đấy nó mới là cái tác dụng của cái tính chất đóng gói này, xong chưa? Nhưng bây giờ tôi lấy thử bằng cách lấy ra bằng cái việc là get parent x, đóng ở ngoặc như này. Cái hàm này nó nằm trong cái lớp, đúng không? Và cái việc lấy ra nó nằm cũng trong cái phạm vi của cái lớp này, cho nên chúng ta mới lấy được. Thấy chưa? Thế nên chúng ta mới lấy được, chứ còn không thể nào mà tự nhiên mà lấy ra được ở phía ngoài. Bây giờ chúng ta lấy tiếp. Được chưa? Đấy là cái dấu x ở đây. Chính bản thân nó thì lấy được. Xong chưa? Tiếp theo ở lớp con của nó, lớp B, thì chúng ta có z bằng new B. Được chưa? Z bằng new B. Bây giờ chúng tôi lấy ra cái hàm get x. Có lấy được không? Lấy được chứ. Bởi vì cái việc lấy ra này, nó làm sao? Nằm ở trong phạm vi của lớp con. Thì đây, phần dấu tích này. Được chưa? Xét chúng ta cũng làm được luôn. Thì chúng ta có đô la Z trỏ đến xét x bằng 10 đi. Được chưa? Thì chúng ta khi mà bây giờ run thì nó sẽ là bằng 10, đúng không? Bởi vì việc gán giá trị nó nằm ở trong cái nội dung, cái phạm vi của cái lớp con đó thì mới lấy được. Được chưa nhỉ? Đấy là xong cái thuộc tính về thuộc tính và hành động có cái protected. Được chưa? Còn cái cuối cùng tôi sửa cái này thành private. Private thì chắc chắn là như thế này thì tèo rồi. Chắc chắn như này thì tèo rồi, đúng không? Đến protected còn chẳng lấy được nữa là cái thằng private, không thể lấy ra được. Tiếp theo này, lấy thử ở đây nhá. Cái thằng này thì lại bằng new B, new B z trỏ đến get x. Yeah. Cái việc lấy ra nằm ở lớp lớp con, lỗi nốt luôn. Lớp con không thể lấy ra được, không thể tương tác được. Và cuối cùng chúng ta có thể là lấy ra bằng get parent x và chuyển cái z kia thành đối tượng là đối tượng của lớp A thì mới lấy được. Được chưa? Đấy nó mới là cái bản chất của cái tính chất đóng gói này. Thì các bạn nếu mà chép được thì chép lại cái bảng này. Cái bảng này các bạn cứ chiếu vào đây là các bạn sẽ hình dung ra được cái tính đóng gói này. Được chưa? Còn ví dụ thì đây, tôi đã có quay video rồi, tí về tôi sẽ up cái video lên cho các bạn. Đó, đây là về cái private. Còn function thì cũng thế thôi, function thì chúng ta có thêm private function ở đằng trước này, rồi protected function hoặc là public function. Đó, thì đấy là các cái thể hiện của cái tính chất, tính đóng gói ở trong lập trình hướng đối tượng. Được chưa nhỉ? Để tôi up cái video của lớp kia lên này. Dũng nó có up video cho lớp không? Hả? Có quay không? Không quay. Hà này lười. Không, anh em tôi thì thoải mái chơi với nhau từ năm 2010 cho đến bây giờ. Không lo gì đâu. B2. Thế chứ nhỉ, đấy là bốn tính chất. Cái này kiểu gì người, các bạn đi phỏng vấn kiểu gì người ta cũng hỏi. Chẳng chạy đi đâu mà được. Thế là tốt nhất chuẩn bị học và lấy ví dụ. Trong đầu lúc nào cũng phải có một hai cái ví dụ về cái tính chất, các cái tính chất này.
để cho chuẩn bị cho cái việc các bạn đi phỏng vấn. Ngày xưa tôi đi phỏng vấn fail của công ty game đầu tiên, đó là cho hỏi về cái tính đa hình, mình chẳng biết cái mẹ gì thật luôn. Hồi đấy là năm 2013, đầu năm 2013 đi phỏng vấn chẳng biết tính, vào hỏi bảo cho làm một cái bài test nhỏ nhỏ thể hiện tính đa hình nhưng mà cũng chẳng làm được, cãi. Đấy là về cái ba tính chất của chúng ta nhá. Còn cái MVC thì tôi sẽ ôn lại, chúng ta nhắc lại một lượt thôi. Cái MVC thì nó sẽ như thế nào, thì tôi có cái ví dụ ở trên GitHub này, các bạn có thể vào github.com/thiện.th để tôi coi xem có cái lớp nào. Đây lớp 1706 này, các bạn ý như mở cái bài 20+ là đây 24 OP này, ở đây là OP. Cái MVC ở bài 25 là MVC, bài 25 là MVC. Thì đây nó là cái mô hình MVC tôi dựng ra. Nào, là nhắc lại kiến thức trước rồi tôi sẽ chạy, tôi mở cái code demo cho các bạn coi xem là cái MVC nó sẽ chạy như thế nào và làm sao chúng ta chạy được nó. Và MVC là gì? À, Model. Tôi biết đúng thứ tự Model. View. Và Controller. Cái này nó cái quần ở này. Theo bạn hiểu nó là cái gì? Hay là nó chỉ là cái tên thôi, nó chẳng giải quyết vấn đề gì cho chúng ta. Cấu trúc thư mục là một. Đúng. Gì nhỉ? Hả? Luồng chạy là chạy đâu đâu? Chạy vào RAM. Cái RAM này đặt ở đâu? Ừ, nhưng mà cái mình đang hỏi là đúng chính xác. Đầu tiên là chạy cái request đúng không? Request gửi vào chạy vào cái round này. Chính xác rồi. Thế cái round này viết ở đâu? Làm sao để viết được cái round này? Cái round này chính xác là cái mấu chốt nhé. Nó là cái mấu chốt để chúng ta làm cái MVC nó dễ. Nó chính là cái mấu chốt. Làm sao để làm được cái round này? Rồi ok, tí nữa tôi giải thích cái này nhé. Thế tiếp theo từ RAM đi đâu? RAM thì vào controller đúng rồi. Sao nữa? Từ controller thì vào model. Sao nữa? Không, model đi đâu? Sai. Nếu bảo model quay lại controller thì tôi không đồng ý. Model nó là cái thằng đại diện cho cơ sở dữ liệu đúng không? Nó sẽ giúp mình tương tác với cái DB nằm ở dưới này. Nó phải chẳng có DB và DB chẳng được cả dữ liệu, đúng không? Để ở trong Google thực hiện công query gì nữa thì sau đó lấy dữ liệu rồi mới trả về cho controller, và controller sẽ làm sao? Cone, gọi là cone nhân chiều và chiều như này, cone cái view và trả cho cái trình duyệt, đây là gọi là response. Được chưa? Đây là các bước này, bước 1 này, bước 2 này, bước 3 này, bước 4 này, bước 5 này, bước 6 này, bước 7. Đó, 7 bước. Đúng theo cái vòng như này. Chào mừng. Cho đây là một cái vòng đời ứng dụng. Được chưa? Rồi, tiếp theo nha. Chúng ta sẽ làm việc với cái thằng MVC này thì chúng ta sẽ làm như nào? Đây. Đâu nhỉ? Cái HTXS của tôi vứt đâu nhỉ? Chẳng biết vứt HTXS đâu. Đây rồi, HTXS. Các bạn có làm quen được với file HTXS này không? Biết rồi đúng không? Đó, ok. HTXS dùng để làm gì? Hả? Đúng rồi. Cái HTXS là gom, ý nghĩa của nó là gom toàn bộ các request đưa hết về một file. Được chưa? Đưa hết về file index.php của chúng ta thôi. Đây. Đưa hết về đây. Được chưa? Đây. Thì chúng ta sẽ gom hết vào. Và chúng ta tiến hành là lấy ra cái biến URL.
đúng nhá. Nếu URL của chúng ta không có thì gán cho nó bằng cái dấu sược này, còn nếu có thì gán cho, thì chúng ta gán cái giá trị của cái get URL này vào trong cái URL, cái tham số URL vào trong cái biến URL này. Sau đó chúng ta gọi đến cái lớp, như tôi hay gọi đến cái lớp custom route và truyền cái biến URL đấy đi. Được chưa? Truyền đi. Thì trong cái route ấy, đâu rồi? Route đây. Custom, cái lớp custom route của tôi sẽ có switch và case. Được chưa? Switch case. Nếu cái biến URL này nhận là cái dấu sược này thì tôi sẽ có cái new home controller và tôi gọi đến cái hàm index nằm trong home controller. Nếu cái route của tôi là logout thì tôi sẽ unset cái session auth và header location về cái chỗ khác. Nếu cây của tôi là login thì tôi sẽ hiển thị ra cái view là login. Nếu cây của tôi là port login thì tôi sẽ thực hiện một mớ này, đúng không? Còn nếu là add port thì tôi thực hiện một mớ này, đúng chưa? Đây là chúng ta xây dựng ra cái route của chúng ta. Thế còn nếu mà chúng ta đưa vào trong cái MVC thì như nào? Lúc nãy các bạn nhìn thấy, nếu mà sược thì gọi ra home controller và gọi ra cái hàm index nằm trong home controller, thì chúng ta sẽ mở cái home controller ra đây. Đây, cái index này nó chạy vào trong này thì tôi sẽ có cái biến post sc bằng cái lớp, cái model, đây là cái model nhá, model post gọi đến hàm 2.2.on và include one ra cái view client homepage. Thì đây là việc là tương tác với model, sau đó gom lại dữ liệu gán vào cho cái biến post này, sau đó là hiển thị ra đằng view. Thực tế ra là cái đây là cái quy trình thôi, cái các cái step để các bạn hiểu thôi. Chứ còn thực tế ra là cái MVC này nó có rất là nhiều biến thể, chứ không phải là cứ bắt buộc phải theo cái cách của tôi nhé. Cái MVC nó có rất là nhiều biến thể, tùy thuộc vào công ty và tùy thuộc vào doanh nghiệp của các bạn. Người ta làm theo hướng nào thì chúng ta học cái luồng, nhưng mà về cơ bản cái luồng nó giống nhau. Chẳng qua là viết các lớp khác nhau rồi cách gọi các hàm khác nhau, thế thôi. Chứ còn hầu hết là giống nhau hết thôi. Thì các bạn có thể là học cái khác, còn ở trong framework có thể khác, lớp tôi dạy có thể là nó khác. Được chưa? Nhưng mà các bạn phải bắt buộc nhớ được những cái thứ như này ở trong này. Được chưa? Còn cái đề thi của các bạn sau này nó sẽ kiểu dạng như này. Đầu nhỉ? Đây, cái số hòa này. Người ta lại làm theo một hướng khác. Đây, người ta lại làm theo một hướng khác cơ. Vào đầu tiên vào thì vào index.php đúng không? Bao giờ vào index.php đúng không? Đây, người ta lại như này. Include controller C tin tức. Đây không phải là tôi viết, tôi nói thẳng ra là không phải là tôi viết, đây là của cái đề thi mẫu ở trung tâm mình. Do đó người ta sẽ là include toàn cái file controller vào này, xong rồi tạo một đối tượng, một thực thể thuộc về cái lớp controller này. Xong rồi cái thực thể đấy gọi một hàm nằm trong cái controller này thì chúng ta xem nó nằm ở đâu đây. Nó là cái hàm này. Người ta viết sẵn rồi. Sau đó người ta lại include toàn cái model, tạo một đối tượng thuộc về model và gọi cái hàm nằm trong model. Đây, cái hàm này là thực hiện câu lệnh tương tác với DB và lấy toàn bộ dữ liệu ra. Sau đó người ta tiến hành là include one một cái view. Đó, nó rất nhiều cái hướng khác nhau. Và sau này các bạn sẽ thấy là ở, nếu mà các bạn đi thi ấy, thì các bạn sẽ thấy là ở trong này nó rất là nhiều thứ. Ví dụ như có mỗi trang link sang nó lại bắt đầu từ một file PHP nằm phía ngoài này, xong rồi lại bắt đầu là lại logic là controller và new. Nếu các bạn cần thích thì tôi có thể là gửi cái project mẫu này lên cho các bạn. Được chưa? Đấy là cái mô hình MVC, chúng ta nhắc lại một chút thôi. Còn bắt đầu từ buổi hôm nay thì chúng ta sẽ sang về cái Laravel. Laravel này, các bạn vào cho tôi cái trang web là laravel.com. Sược đốc. Chỉ cần sược đốc thôi, tự nó sinh ra cái 5.6 này. Laravel. Được chưa?
không nhỉ? Rồi, cho các bạn 5 phút để tìm hiểu của tôi khái niệm framework là như nào. Framework, cái từ này. Framework. Thử tìm hiểu và nói chuyện, chúng ta nói chuyện với nhau thử xem cái framework nó là cái gì. Ok. Xong chưa? Đầu tiên xong chưa? Theo bạn framework là gì? Đừng đọc ra cho tôi, cứ hiểu như nào thì nói thế thôi. Tôi không thích những cái thứ mà các bạn đọc ra đâu. Hiểu nào nói thế sai sửa lỗi đi đâu. Đúng. Đúng, có thể coi là đúng. Còn gì nữa? Đúng nhưng chưa đủ. Bạn Nam ngồi trên nào, theo bạn đó, quan điểm đó, không cần phải đúng sai. Framework cái thư viện xây dựng sẵn nghe khó vậy. Đơn giản cái frame là gì? Khung, sườn, work là công việc,
rồi khung làm việc thì chúng ta có thể định nghĩa framework như này. Framework nó là một cái tổ chức thư mục, tổ chức thư mục cho một dự án được dựng sẵn. Đấy là một cái tổ chức thư mục cho dự án được dựng sẵn. Trong framework thì người ta sẽ tích hợp các cái thư viện, tích hợp sẵn các cái thư viện để giúp chúng ta đảm bảo được các cái tính năng cơ bản của việc xây dựng một website hoặc là một cái ứng dụng. Cái thứ ba là đây là một này, hai này, ba này, định nghĩa rõ ràng ra cái vòng đời hoặc là cái luồng request, luồng xử lý nằm trong cái định nghĩa ra vòng đời của ứng dụng, vòng đời của request. Thứ tư là nó có khả năng tích hợp các thư viện của bên thứ ba. Tích hợp các thư viện của bên thứ ba. Chúng ta cần thêm cái gì thì không cắm bạn lên sau. Cái thứ năm, thư viện là nó có rõ ràng về đơn vị, tài liệu rất là rõ ràng, cái hướng dẫn tutorial cách thức kiểm thích có cái gì, cần cái gì là lên trang chủ của nó mà search. Và cái thứ sáu là thư viện để xây dựng một framework tốt thì chúng ta phải có cộng đồng social tốt. Được chưa? Đây là định nghĩa của tôi. Tôi chẳng có học anh ai của ai cả. Tôi thấy như này nó đúng, tôi thể hiện, tôi show nó cho các bạn. Các bạn có thể nhận định nó đúng, có thể nhận định nó sai, có thể là không đủ, hoặc có thể là thiếu, hoặc là thừa gì đấy, tùy. Mỗi người sẽ có một cách lý giải khác nhau. Bởi vì chúng ta hiện tại chẳng có cái khái niệm nào khái niệm chuẩn cho cái từ framework này đâu. Không có. Được chưa? Tiếp theo thì tại sao chúng ta lại lựa chọn Laravel? Trong PHP, hiện tại trong PHP nó cái gia đình của PHP thì nó có cực kỳ nhiều framework, nó rơi vào tầm hơn chục cái. Ví dụ tôi có thể kể như kiểu là Codeigniter, Zcash, Laravel, Fancon, Zen, Symfony, đủ kiểu, rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. PHP nó là một trong những cái ngôn ngữ mà có nhiều framework nhất thế giới bây giờ. Nhiều, gần như là nhất sau mỗi thằng sinh sau để muộn là thằng Node.js. Thằng Node.js nó cũng nhiều, nó còn nhiều hơn. Đó. Thì tại sao tôi lại lựa chọn Laravel? Bởi vì chẳng có lý do gì cả, bởi tôi thích. Thế thôi. Và tôi chắc về cái thằng này hơn thì tôi hướng dẫn các bạn cái framework này. Có vậy không? Ngoài ra nữa là còn lý do phụ. Đó là cái nhu cầu tuyển dụng về Laravel hiện tại bây giờ đang rất là nhiều. Theo nghiên cứu năm 2017 đấy, chẳng nhớ tôi xem cái biểu đồ đấy ở đâu, nhưng mà hình như là rơi vào tầm khoảng 24-26% các cái dự án trên bằng PHP trên thế giới hiện tại là làm bằng Laravel. Đó. Còn về lịch sử của nó thì Laravel ra đời năm 2011. Có thể là cái năm mà các bạn bắt đầu lên đây đi học nên các bạn học thì bắt đầu lên đây học năm bao nhiêu? 2014, ui giời, sớm hơn các bạn lên đại học rồi. Thì cái framework này ra đời năm 2011, nó là cái framework em út trong gia đình PHP.
và nó kế thừa, nó thừa hưởng rất là nhiều các cái tư tưởng phát triển của các framework khác. Và thằng Laravel này nó được xây dựng trên cái nền tảng của framework là Symfony 2 đó. Và cái việc xây dựng cộng đồng của nó rất là tốt, nó là cái framework hiện tại đang là có số lượng kiểu rằng có cái cộng đồng tham gia nhiều nhất thế giới bây giờ. Nó thực ra thằng Laravel này nó có điểm mạnh đó là các cái vấn đề các bạn gặp khó khăn ấy, có thể lên trên Laracast hoặc là các cái forum của Laravel để hỏi, người ta sẽ trả lời các bạn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cộng đồng lớn thì sẽ sinh ra là số lượng thư viện hỗ trợ lớn. Chúng ta ví dụ như kiểu phần authenticate chúng ta không phải code, phần giỏ hàng thậm chí chúng ta không phải code. Có rất là nhiều phần nếu mà chúng ta thích chúng ta nhặt từ một cái thư viện của ai đó phát triển ném vào trong project của mình chạy thế sao đó, rất nhanh. Nó hỗ trợ nhiều như vậy, do đó cái việc phát triển xây dựng hệ thống nhanh. Tuy nhiên cái điểm yếu của nó là gì? Điểm yếu của nó đó là Laravel không phải là cái framework có tốc độ xử lý request nhanh nhất. Tức là ví dụ các bạn để thời gian để các bạn tải ra cái trang chủ ấy, có những cái framework nó nhanh, có framework nó chậm. Ví dụ như Laravel nó không phải là framework để làm cái việc là xử lý nhanh, mà Laravel nó thuộc mức là trung bình thôi. Chẳng qua là nó xây dựng code trên nó thì nó sướng vậy thôi. Còn nhanh nhất ấy, ở trong PHP thì nó là phải, chúng ta phải nói đến thằng là thằng Fancon. Đây thằng này PHP Fancon. Đây thằng này High Performance PHP Framework. Thằng này là thằng framework chạy nhanh nhất trong PHP. Code thì hơi khổ nhưng mà nó chạy thì performance của nó cực kỳ cao, cao hơn so với PHP bây giờ, Laravel bây giờ nhiều. Nhưng mà thằng này code thì hơi khổ. Ô, hỗ trợ cả tiếng Việt không ạ? Tiếng Việt của đâu? Lừa mình à? Đúng. Đốc có tiếng Việt đây này. Ngon. Ơ? Lừa nhau à? What the fuck? Đây. Tiếng Việt. Ơ? Vẫn tiếng Việt mà. À, vẫn tiếng Anh mà. Trồn mà. Không biết. Nhưng mà không biết thằng Laravel này đã hỗ trợ tiếng Việt chưa? Chắc là không hỗ trợ tiếng Việt. Ít thằng hỗ trợ tiếng Việt à? Rồi. Để giới thiệu qua thôi. Thì tiếp theo thì với cái framework chúng ta làm được cái việc gì và tại sao phải sử dụng framework? Thì framework ấy, và đặc biệt là trong PHP, thì đố các bạn biết PHP làm được cái gì trong việc lập trình? PHP chỉ làm được mỗi thứ đó là web, chẳng làm được cái mẹ gì khác. Tôi thề với các bạn luôn, làm được mỗi web ấy, chẳng làm được cái gì nữa cả hết. Thế vậy thì cái framework này ở trong web nói chung thì nó làm được cái gì? Các mảng về web thì chúng ta phải kể đến các mảng như sau. Đây là các mảng công việc nhé. E-commerce là cái đầu tiên, cái ra tiền, ví dụ như Amazon này, rồi thì eBay này. Đây là các mảng thương mại điện tử, Alibaba, đúng không? Rồi Sendo, chúng ta hoàn toàn thì tự dựng lại được. Đấy là e-commerce, là thương mại điện tử là đầu tiên. New là mảng thứ hai, là những cái trang tin tức, đúng không? Rồi những cái trang kiểu dạng như ERP. ERP là một mảng nhé, tôi nói nó là một mảng rất là lớn và tiềm năng của nó cực kỳ cao bây giờ. ERP là các cái ứng dụng để quản lý trong doanh nghiệp. Ví dụ như kiểu dạng CRM, nghe bao giờ? CRM Customer Relationship Management là hệ thống quản lý cái gì? Thông tin khách hàng. Được chưa? Đó. Cái này cần cho doanh nghiệp chứ cần quá đi. Rồi hệ thống ví dụ như kiểu là điểm danh tính lương, đúng không? Rồi thì quản lý về tài nguyên vật chất cơ sở hạ tầng, rồi là quản lý về văn bản giấy tờ, đúng không? Rồi những cái hệ thống đấy là về ERP quan có thể tìm hiểu qua. Đấy là ba mảng này. Một mảng nữa ví dụ như kiểu mảng về cái gì nhỉ, nhà nước, các ứng dụng trong nhà nước, ví dụ như kiểu trang thuế nhà nước này,
rồi thì chính phủ điện tử này, cổng thông tin này, rồi à còn đấy là cái mạng khác, cái portal, cổng thông tin điện tử. Thì các dự án cổng thông tin điện tử của nó rất là lớn. Đó, đấy là những cái mạng mà hiện tại vẫn còn nữa, ví dụ như kiểu dạng website giải trí, đúng không? Website giải trí như phim, rồi thì ca nhạc, đủ các thứ các kiểu rất là nhiều. Rồi còn nữa, ví dụ như kiểu dạng là cái gì nhà tôi vừa mới nhớ, quên sửa nữa rồi. Game cũng làm được bằng PHP, mấy cái web game hoàn toàn có thể làm được bằng PHP, nó có engine hỗ trợ. Thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể làm được game bằng PHP và bằng các cái framework như này. Đó, gần như là đủ, chẳng có cái gì ở bên web nó không làm được cả. Chưa tính đến web service thì làm được hết. Rồi, đấy là cái khả năng mà Laravel nó có thể làm. Thế bây giờ chúng ta tiến hành là cài đặt cái Laravel và chạy cái ứng dụng đầu tiên. Được chưa? Thì cài đặt Laravel ấy, chúng ta cần phải có yêu cầu, những cái yêu cầu như sau. Ở dưới này này, đây này. PHP bản 7.1.3. Được chưa? Thì bạn nào, nãy tôi hướng dẫn các bạn kiểm tra cái phiên bản PHP của các bạn rồi nhá. Đúng không? Thì các bạn nếu nào bạn nào có phiên bản PHP nhỏ hơn 7.1.3 thì cài lại SAM. Rất dễ thôi. Gỡ ra và cài lại. Được chưa? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải cài thêm cho thằng này, thằng Get Composer. Các bạn vào getcomposer.org. Đã biết thằng này chưa? Chưa? Nó là cái gì? Vào download này. À? Là gì? Liên thuyết. Đang hỏi Composer là cái gì? Hả? Cái Composer này là cái gì? Composer ấy, nó là một cái ứng dụng để quản lý tất cả các thư viện của PHP. Quản lý tất cả các thư viện của PHP và nó giúp chúng ta sinh ra một cái file là file Outlook và để ném các cái thư viện vào trong một cái file duy nhất thôi. Thì đấy là nó là cái tác dụng của nó. Thì các bạn nhìn thấy thằng Composer vào phần download của nó đi. Như ở bên Windows của các bạn nó sẽ có một cái chữ là setup composer setup.exe ở đây đúng không? Thấy không? Kích vào tải về. Tải chưa? Chạy. Chạy đi, của tôi không demo đâu bởi vì ở trên này cài nó phải khác. Được chưa? Sau đó cứ next đến cái đoạn nó có cái ổ C sược SAM sược PHP sược pp.exe ấy thì dừng lại. Chờ tôi ở đấy, tôi sẽ xuống tôi hỗ trợ. Tải chưa? Phiên bản của bạn, cái PHP là bản đúng bản đó. Nằm ở khu vực này đúng không? Bạn cài ổ C, ổ khác. Đấy luôn này, đấy. Không phải chọn đúng khu vực. PHP đã như thế này. Kéo dây cổ này. Đấy. Đây rồi, đến đây có đúng mục không? Đúng mục của sao? Đúng rồi thì đấy. Đấy tiếp. Dừng lại không? Ồ, đây đây là 7.2.2 rồi, đấy tiếp. History. Tí mà cái này nhanh không mà. Rồi, cái đấy xong rồi. Xong chưa? Nếu cài xong thì các bạn mở cái CMD lên. Có biết mở CMD như nào không? Hả? Cái gì? Không, của máy mình á. Mở cái CMD lên, ở bên này của tôi gọi là Terminal. Người ta gọi là Terminal. Thì cái CMD này các bạn gõ Composer Enter xuống. Gõ Composer Enter xuống thì nó sẽ ra như này. Ra cái chữ Composer to vật vã đây này. Đấy.
xong rồi nó sẽ ra phiên bản của Composer. Xong chưa? Đi chưa? Rồi, chờ. Xong chưa? Lâu rồi. Được chưa? Xong chưa? Ra cái này chưa? Rồi, tiếp theo. Quay lại cái trang Laravel doc này. Kéo lùi tí. Có nhìn thấy cái câu lệnh không? Copy vào. Copy vào. Xong rồi ra đây. Ra cái màn hình này các bạn ở bên các bạn ấy, ở máy các bạn ở Windows gõ là CLS, enter xuống. CLS để làm trắng cái màn hình đi mà. Còn là tôi là clear. Được chưa? Xong chưa? Rồi. Chuột phải vào paste cái câu lệnh, câu vừa copy xuống. Chuột phải vào paste cái câu lệnh xuống. Gì làm gì đấy? Là nó béo quá. Sang sang chu C, sang chu V để cho chuột phải nào. Vâng, chuột phải đến đây này. Ông chuột đấy, lên cái thanh này này. Đấy, đây đi. Bên. Đã cóp chưa? Cóp đâu mà cóp? Thế thì chỉ có ăn hầu thôi. Cái nó tự chạy thôi, sau này nó cũng thế mà. Để tôi xem là của tôi nó có nâng lên được không. Của tôi vớ vẩn bản PHP của tôi chẳng nhớ là bản bao nhiêu.
A của mình vẫn đủ 7.1.8. Ngồi chờ tôi kể nhà. Buổi hôm nay rất nhàn. Chạy một câu lệnh ra ngồi chờ nửa tiếng. Sau khi chạy xong thì chạy một câu lệnh nữa, chờ thêm 20 phút nữa là chúng ta đi về. Tôi thích nhất dạy các buổi cài đặt môi trường, đỡ phải nói nhiều. Thật mà. Các bạn nào muốn hỏi gì thì cứ hỏi nha. Sau này cái project Laravel các bạn không cần phải đặt trong HTDoc, đặt đâu cũng được. Các bạn về nhà cố gắng làm một cái sản phẩm nào đấy bằng PHP đi, sau này B đi mà không vấn. Tôi nói thật đấy, không có sản phẩm thì các bạn cuối cùng thì các bạn chỉ là cái kiểu dạng là học việc và các bạn không có cơ sở để đi lương đâu. Thật đấy. PHP thuần được miễn là sản phẩm các bạn tự code ra bằng cái gì cũng được. Thì sau này các bạn đi phỏng vấn các bạn có lợi thế cực kỳ nhiều. Ví dụ như mấy thằng sinh viên của tôi ở bên Poly ấy, có thằng nó làm lại một trang gần giống như Stack Overflow ấy. Làm lại luôn, đẹp cực. Có thằng thì làm trang thương mại điện tử, có thằng thì làm web xem phim. Bọn đấy giờ đi làm ngon hết rồi. Giờ đội sinh viên của mình có 6 thằng làm ở bên VC có. Mấy thằng làm ở GBB ở chỗ Trung Văn này đông lắm. Lương min cũng 6-7 triệu, có thằng chục triệu hơn. Được chưa? Xong rồi gì? Rồi các bạn bây giờ tắt cái của nợ này đi. Tắt đi. Xong tôi dạy nhá. Các bạn vào mở cái Windows Explorer ra, tức là cái chỗ để quản lý thư mục của mình á. Hiểu không? Đây tôi để mô qua cho một chỗ nhá. Các bạn muốn đặt project ở đâu á? Muốn đặt project của mình ở đâu á, ví dụ đặt vào ngoài desktop chẳng hạn, ví dụ mở desktop ra, được chưa? Rồi đây nhá, nếu bạn muốn mở CMD ở chỗ nào á, thì có hai cách. Các bạn giữ shift này, chuột phải này, open command window hoặc là shell, tab shell kia, hoặc là cái này. Cách thứ hai này, click lên trên này, có CMD cách, được chưa? Đấy là cách thứ hai. Giờ đây này, tôi chỉ được nhá. Có hai cách để chúng ta mở cái CMD ra bên ngoài desktop này, đúng không? Cách thứ nhất là các bạn có shift chuột phải, open command và tab shell kia, đúng không? Cách thứ nhất này. Cách thứ hai, cách này dễ hơn. Các bạn click lên trên cái chỗ thanh quản lý này, đúng không? Các bạn gõ CMD cách, CMD cách là khi nào? Giờ mở ra. Đấy, bạn đứng trước cho các bạn này. Được chưa? Xong gõ lại cho tôi nhá. Gõ lại cho tôi này. Laravel new, ví dụ như kiểu Lara. Mình đặt đâu trời. Của tôi thì nó hơi khác một tí. Của tôi không làm được như các bạn đâu. 1709 này. Tôi phải mở như này. Đây. Địch ngu. Được chưa? Đây là chúng ta gõ là Laravel cách new tên project. Ví dụ như ở lớp mình tôi sẽ làm một trang tin tức chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta sẽ để là 1709 gạch dưới news. Ví dụ thế, đặt cái gì đặt tùy các bạn thôi. Thích đặt tên project là cái gì đặt. Enter xuống. Nó sẽ có crafting application. Nó sẽ tải về. Nó tải hết các cái thư viện về.
đấy. Cái này có mỗi yêu cầu là bắt buộc phải có mạng thôi. Còn làm web mà không có mạng thì vứt đi. Lỗi gì? Lần sau lần nào bạn cũng phải làm như này, chẳng có cách nào khác, bởi vì máy của bạn, cái user bạn đang đăng nhập vào nó không phải là cái admin, nó không phải là cái admin cái chuyện vậy, chẳng có cách nào khác, làm sao để phân quyền lại đi. Tôi phải đến mấy năm nay rồi không dùng Windows, giờ ngu hết rồi. Không, nếu mà không dùng hồi trước tôi đi làm tôi cũng không dùng Windows, tôi toàn dùng Fedora hoặc là Ubuntu, một trong hai cái nền tảng này. Còn không thì đợt đầu hồi đi học thì còn dùng CentOS cơ. Đấy, xong rồi này, xong rồi nó như này, đấy, được chưa? Các bạn chạy xong chưa? Máy lỏng. Mai làm con MacBook chạy cho nhanh. Làm con Mac 15 inch. Xong chưa? Úi giời. Đây là tôi dùng mạng không dây đấy nhá. Nói đùa với tôi, lý do của tôi nó, vì sao nó chạy nhanh á. Đây các bạn để ý này. Của tôi có những cái thư viện mà loading from cache. Thấy không? Rất là nhiều cái loading from cache. Tức là tôi đã cài trước đấy rồi. Bây giờ nó chỉ bê từ trong cache vứt ra ngoài thôi. Chứ không phải phức tải lại tất cả mọi thứ giống như các bạn. Thì nó sẽ nhanh hơn. Nói để nói đùa vậy. Nhưng mà nói chung là do ăn ở, tôi làm nhiều thì tôi có lợi thôi. Thank you.
Xong chưa? Vẫn chưa? Lâu thế. Vừa phải chứ. Tôi đọc xong đến giờ thì ba phải đá rồi đấy. Cháu đúng nữa. Sao này chưa xong thật? Ok, người chưa xong nhé, bạn nói. Rồi chúng ta tiếp tục này. Được chưa? Chúng ta có thể clear hoặc là clear cái màn hình đi cho nó sáng hoặc cho nó sạch, hoặc cho nó nhìn nó đỡ rối mắt. Bây giờ để chạy được cái ứng dụng Laravel ấy, chúng ta không phải vào PHP cái gì đấy ở trong, không phải bê toàn bộ project này vứt vào trong PHP hay HP Doc luôn nhá. Không phải làm cái việc đấy nữa, các bạn gõ này. PHP cách CD vào trong cái project vừa rồi, project các bạn đặt tên là gì, các bạn CD vào trong cái thư mục đấy, bởi vì như này này. Các bạn nhìn cái 1709 tôi vừa mới tạo ra. Sau khi chúng ta có cái Laravel new thì nó sẽ tự tạo thư mục của chúng ta như này. Thấy không? Thì chúng ta CD vào trong đấy. 1709 new CD vào trong. CD là biết là viết tắt của từ gì không? Train directory, thay đổi thư mục. Vào chưa? Bao giờ cái đầu ở đầu này của chúng ta nó có đến cái 1709 new cái gì gì đấy hoặc là tên thư mục của chúng ta thì chúng ta làm đúng rồi. Xong chưa? Xong chưa? Hai thằng kia. Thế thì cứ ngồi nhìn nha. Sau đó chúng ta gõ câu lệnh này PHP cách ar tab ar xong rồi tab một cái nó tự sinh ra chữ artisan. Được chưa? Xong chưa? Rồi cách ra chưa? Serve nhá, serve. Được chưa? Enter xuống. Xong. Thế là chạy dự án thôi, chạy project thôi. Các bạn mở trình duyệt ra, gõ cái đường dẫn là localhost 2.8000. Đây. Project mới của chúng ta đây. Hả? Port nó mặc định 8000. Chúng ta có thể thay đổi được cái port này. Ví dụ tôi không thích port 8000. Tôi nhìn tôi ngứa mắt thì tôi có thể là thay bằng PHP Artisan Serve cách trừ port bằng 88 chẳng hạn. À, của các bạn sẽ chạy, còn của tôi nó sẽ không chạy được bởi vì cái này nó bị permission. Thì của tôi sẽ là sudo cách PHP Artisan Serve trừ port bằng 88. Trên máy tôi nó phân quyền tốt hơn đây. 127.0.1 2.88 thì tôi sửa cái này 8000 bây giờ của tôi sẽ tèo. Thấy không? Nhưng mà của tôi 88 sẽ chạy. Đúng không? Trừ port 88. Được chưa? Vẫn chưa xong. Khổ. Thế chỉ có do ăn ở thôi. Hai thằng này ăn ở không tốt. Chạy được chưa? Nếu mà chúng ta cũng không thích nốt cái chữ localhost ấy, chúng ta hoàn toàn có thể để cái trang này trở thành là ví dụ tên mình thiện th.dev 2.88, hoàn toàn có thể làm được cái việc này. Nhưng mà chúng ta phải làm thêm cái việc như sau này. Đó là chúng ta ngoài cái port này ra, ví dụ tôi không còn port nữa, có thể là để port bằng 80 chẳng hạn, cách trừ host bằng thiện th.dev. Được chưa? Có thể chạy được như này, thoải mái. Tuy nhiên của các bạn và của tôi bây giờ nó cũng đều không chạy được. Bởi chúng ta phải thay đổi, phải cập nhật cái file. Các bạn còn nhớ ngày xưa để vào Facebook phải thay đổi cái file gì không? Cái file host này này. Đúng không? Thì các bạn vào trong cái file đấy, các bạn gõ lại cho tôi cái, các bạn gõ lại thêm cho tôi một cái là 127.0.0.1 cách ra, hoặc là tab ra cái thiện th.dev
Được chưa? Để nó mỗi khi trình cái này nó để làm gì? Nó thể hiện là mỗi khi trình duyệt nhìn thấy cái đường dẫn là thiện dev chấm dev ấy chạy ở trên đấy thì nó sẽ trỏ thẳng vào trong cái máy của mình, nó không cho chạy ra ngoài, nó trỏ vào máy của mình. Được chưa? Nó có thế thôi, thì các bạn sẽ chạy được cái đường dẫn kia. Ví dụ như tôi đã đăng ký rồi thì của tôi đăng ký là agree đây à, ủa agree tôi chẳng nhớ cái tên đấy là cái gì đâu, không nhớ đâu, nhưng mà tốt nhất là cứ dùng mặc định thôi. Đằng nào sau này đẩy lên server thì chả phải, nó cũng thế mà, nó không khác gì cái quạt, nó chẳng ảnh hưởng gì đâu. CD vào, CD trong thư mục ấy, xong rồi gõ PHP artisan serve. Các bạn không cần phải sudo đâu nhá, ở máy các bạn không có sudo đâu. Không đang ở trong này rồi, không còn CD ở đâu nữa. Để cái gì đi không? Được chưa nhỉ? Cái công cụ chúng ta đang dùng á, cái PHP Artisan cái gì đấy ấy, nó là một trong những tính năng của Laravel cung cấp. Nó giống như kiểu con trợ lý ảo ấy. Ví dụ như kiểu chúng ta nghe cái từ Cortana hay Siri rồi đúng không? Thì ở trong Laravel người ta cũng cố gắng xây dựng một cái con trợ lý như vậy để giúp chúng ta làm được rất nhiều việc. Được chưa? Thì tiếp tục này, chúng ta sẽ mở cái project kia ra. Đây 1709 new đi đúng không? Cầm đưa nó vào trong Summit Tech. Các bạn thích code vào cái gì? Code vào cái thằng này.
Được chưa? Thì khi mà chúng ta chạy câu lệnh Laravel new thì nó sẽ sinh ra chúng ta cái cấu trúc thư mục như này. Cấu trúc thư mục như này. Thì bây giờ tôi sẽ giải thích qua một lượt cho các bạn xem những cái thư mục này nó có cái ý nghĩa và tác dụng gì nhé. Được chưa? Cái đầu tiên là các file lẻ ở ngoài. Chúng ta đến với cái file quan trọng nhất của project, đó là file NV. File NV này. Được chưa? Cái file NV này là cái file giúp chúng ta là cài đặt, gọi là thiết đặt môi trường phát triển của ứng dụng. Ví dụ, app key là quan trọng nhất. Nếu các bạn không có app key, app của các bạn không bao giờ chạy. Được chưa? Tiếp theo là môi trường phát triển của chúng ta, local. Chúng ta có thể là chuyển sang bản production hay cái gì gì đấy tùy. App URL, đây. Đường dẫn của app đây. Tiếp theo là DB connection, là cái loại DB chúng ta kết nối đến là MySQL. Chúng ta nếu mà muốn kết nối đến SQL server, chúng ta có thể thay đổi cái này tùy. Tiếp theo là DB host, tức là cái server, cái đường dẫn đến cái IP của server chứa DB thì chúng ta để là 127.0.1, tức là chọn đến chính máy của mình. Ngoài ra các bạn có thể chọn đến cái máy khác tùy. Tiếp theo là port, cái cổng để truy cập vào cái cơ sở dữ liệu là 3306 là MySQL rồi. Tiếp theo là database name, thì cơ sở dữ liệu chúng ta sẽ sử dụng là database. Username là homestead. Password, secret, chúng ta có thể thay đổi cái thông số này. Ví dụ như của các bạn DB name sẽ là cái gì gì đấy. Username có thể là root, password là trống, đúng không? Còn của tôi password của tôi khác thì tí tôi sửa xong. Rồi các thông số khác, ví dụ như kiểu là mail, email đây. Mấy đây chúng ta sẽ gửi email. Rồi thì pusher, các thứ kiểu, rất là nhiều thông số trong này. Được chưa? Đó, đấy là cái file đầu tiên của chúng ta là file NV. Còn khi mà các bạn gửi tôi máy tính, tôi sẽ đẩy cái file, đẩy cái project này lên GitHub ấy, thì nó sẽ không còn, nó không đẩy cái file NV này lên đâu. Thì trong trường hợp chúng ta không có file NV, thì chúng ta có cái file dự phòng ở đây là file nv.example. Chúng ta có thể đổi tên nó hoặc là duplicate nó lên và sửa lại tên của nó thành .nv và setup lại các thông số cần thiết. Được chưa? Tiếp theo là, đấy là file đầu tiên là file NV, là file cấu hình môi trường, environment. File thứ hai là file Composer JSON. Cái file này giúp chúng ta config về cái autoload, thì đây phần này đây, autoload đây. Rồi thì các cái thư viện ở trong cái ứng dụng mà chúng ta có, nó có hỗ trợ thì đây là các thư viện. Chúng ta có thể thêm sửa, sau này chúng ta có thể thêm sửa một vài cái thư viện gì đấy tùy. Xong rồi nhỉ? Đấy là hai cái file lẻ ở phía ngoài chúng ta cần phải để ý, còn các file khác các bạn không cần quan tâm. Các bạn có quan tâm thì bây giờ nói các bạn cũng không hiểu được. Cho nên là các bạn tốt nhất là không cần quan tâm đến nó làm gì cả. Được chưa? Hai file, file NV và file Composer JSON. Được chưa? Tiếp theo đến các thư mục thì chúng ta có đi từ trên xuống, chúng ta có thư mục app. Trong cái app này chúng ta có cái thư mục console. Ví dụ các chúng sau này ấy, ví dụ các bạn hoàn toàn, ví dụ tôi các chúng C ở đây, CLS là clear. Tôi có PHP artisan, các bạn sẽ enter xuống, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây một danh sách rất là nhiều các câu lệnh. Thấy không? Các bạn gõ PHP cách artisan ra, enter xuống. Ở trong này nó có rất nhiều các câu lệnh của chúng ta, ví dụ như kiểu schedule, session, storage, vendor, public, các thứ các kiểu. Thì mấy nữa chúng ta sẽ học thêm những cái này. Thì đây là những cái câu lệnh artisan do Laravel người ta cung cấp sẵn cho chúng ta. Thì với cái console này này, mấy nữa chúng ta hoàn là tự tạo ra cho mình một cái câu lệnh artisan riêng của mình. Tự tạo ra một câu lệnh riêng. Ví dụ như thích, mình thích thì mình tạo ra câu lệnh là gửi mail, gửi cho tất cả khách hàng ở trong hệ thống. Một email nào đấy, tùy. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái exception, tạo ra những cái exception handler, tức là kiểm soát về lỗi cho chính mình. Tiếp theo là cái nghe này, nghe tập trung là đến bây giờ mới là tầm quan trọng này. Tiếp theo đến cái HTTP, các bạn không nhớ được thư mục là các bạn sau này các bạn không làm được việc đâu. Tiếp theo để đến cái HTTP, app HTTP là cái nơi rất là quan trọng, nó chứa rất là nhiều thứ. Ví dụ như kiểu là controller. Trong cái mô hình MVC thì controller là cái thằng sẽ xử lý về logic, đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái thư mục controller nằm trong HTTP, nằm trong thư mục app. Đây là nơi lưu trữ controller của chúng ta. Mấy nữa chúng ta tạo ra controller, chúng ta cũng nhét nó nằm ở trong cái thư mục này. Được chưa? Tiếp theo là cái middleware. Cái middleware hay còn gọi là cái filter ấy, nó là một cái
một cái phễu, một cái chốt chặn giữa router và cái controller, xem là cái request gửi lên người ta có đủ điều kiện để vào trong controller để xử lý tiếp hay không. Được chưa? Đó nó là cái tác dụng của thằng middleware. Middle nằm giữa mà. Được chưa? Tiếp theo là thằng provider, cái này thì các bạn không cần động đến đâu. Các bạn sau này rất ít khi động đến thằng này. Bởi chúng ta chưa đủ tầm. Ở ngoài, các bạn để ý nha, tiếp theo ở phía ngoài của cái thằng app này, các bạn nhìn thấy nó có một cái file tên là user.pp đúng không? Sau này các cái model của chúng ta nằm hết ở trong một app. Nó nằm lộ thiên như này thôi. Chúng ta tạo ra model mới nằm thẳng ngoài này. Chúng ta hoàn toàn thể nhóm nó vào trong một thư mục nhưng mà không cần thiết làm gì cả. Cứ để nó ngoài này cũng được. Được chưa? Tiếp tục, tiếp theo, cái thư mục bootstrap các bạn không quan tâm, các bạn quan tâm đến cho tôi về cái thư mục public, thư mục config. Config. Đây là cái thư mục để giúp chúng ta cấu hình, nhớ nha, thư mục giúp chúng ta cấu hình các cái phần liên quan, ví dụ như app này, các bạn thấy là app name, chúng ta có thể thay đổi app name. Chúng ta có NV, chúng ta có app debug, true iPhone, chúng ta có URL của app, time zone, rồi đủ các cái config khác. Được chưa? Sau này cái này chúng ta sẽ dùng rất là nhiều khi mà chúng ta cài thêm thư viện. Auth. Đấy. Rồi thì file system. Đây là tổ chức lưu trữ file ở đâu thì chúng ta sẽ cấu hình ở trong này. Rồi hashing. Hashing là để giúp chúng ta mã hóa mail, queue, service các thứ kiểu nhiều lắm. Đấy là về config. Tiếp theo là về thằng database. Cái thằng này chúng ta sẽ được học sớm thôi, có thể là trong buổi này hoặc buổi sau. Chúng ta sẽ được tiếp xúc với phần migration, tiếp xúc với seeder. Đó, hai cái tính năng rất là hay ở trong Laravel. Thư mục public là nơi để lưu trữ CSS, JS ảnh của chúng ta ở trong này. Research là nơi để giúp chúng ta làm phần lang, cái này là localization, tức là phần đa ngôn ngữ. View là chứa các cái phần giao diện, tức là với chữ V ở trong mô hình MVC á, là chứa ở trong này. Route, đây là file router của chúng ta, bây giờ viết hết ở trong này. Storage thì cái này nó sẽ chứa các file log của chúng ta, tí nữa chạy thì nó sẽ sinh ra file log ở đây. Rồi thì các cái phần lưu file ở storage ở trong này. Test để nơi để chúng ta viết unit test cho cái ứng dụng của mình. Và cuối cùng là thư mục vendor, đây vendor nhiều lắm. Đây là các cái thư viện được tải về và phục vụ cho Laravel. Các thư viện là thư viện ở đâu quy định thì ở đây quy định. Các cái thư viện ở các bạn viết ở trong này thì nó sẽ tải về và nó ném hết vào trong cái thư mục vendor ở trong. Ném hết vào đây. Ví dụ như chúng ta có thằng Zaninoto Faker này thì chúng ta cũng có ở đây. Còn Zaninoto Faker đây đúng không? Nhá. Các thư viện ở ngoài này thì tải hết về và đưa vào trong vendor ở đây. Và khi mà đẩy project lên ấy, các bạn có kéo về thì các bạn phải chạy lại câu lệnh composer install thì nó mới kéo lại toàn bộ thư viện trong composer json. Chứ còn không ai đưa cái thư mục vendor này lên trên kia cả. Ví dụ bây giờ tôi sẽ đẩy cái code của tôi lên GitHub. Update. Đây tôi đẩy code của tôi lên GitHub. Sau này các bạn làm việc, sau này làm việc trên Git là chắc rồi. Thì không ai đẩy cái thư mục vendor này lên GitHub cả, mà người ta cái GitHub nó tự động ignore, tự động bỏ qua những cái file ví dụ như file .nv rồi file cái thư mục vendor đây. Đây cái 1709 của chúng ta đây, nó chưa có gì đúng không? Đây, bây giờ nó đã có một cái 1709 new. Đấy các bạn không nhìn thấy cái file .nv và không nhìn thấy cái thư mục vendor đâu đúng không? Các bạn có thể tải cái thư mục này về cũng được. Có thể tải về nhưng mà các bạn phải chạy lại câu lệnh là composer install câu lệnh này. Ví dụ như tôi thích thì tôi hoàn toàn có thể xóa các thư mục vendor này đi. Delete đi. Đấy, có thể delete đi bình thường. Và để lấy lại được cái thư viện kia thì chúng ta phải chạy câu lệnh là composer cache install. Chạy cái này ở đâu? Chạy cái này ở cái thư mục nào có chứa cái file composer json này, cung cấp với cái thư mục đấy có chứa cái file composer json này. Chúng ta gõ câu lệnh là composer install, enter xuống. Thì nó sẽ tự động tải lại và sinh ra cái thư mục vendor ở đây. Thấy không? Đó, xong. Hết phim. Đấy thì nó lại sinh ra lại từ đầu. Được chưa nhỉ?
Đấy là cách chúng ta sử dụng Laravel. Thấy chưa? Còn vòng đời của Laravel với chúng ta thì tất cả mọi thứ luôn luôn bắt đầu từ thằng round. Round này. Giờ ví dụ như đây round sược get, tức là localhost sược không á, thì nó sẽ đẩy ra cái view là welcome. Tôi có thể tạo ra một cái round cờ mới, round 2.2.get 1709 function, một cái hàm closer ở trong này, tôi sẽ có thể là return hello world. Đấy, xong, và tôi chạy project. Đây, localhost 8000. Vẫn như cũ đúng không? Nhưng mà tôi sẽ thêm cái sược 1709 vào đây. Đúng như gì tôi vừa làm không? Đó. Đấy là cái đầu tiên của chúng ta khi mà chúng ta tạo ra một ứng dụng thì chúng ta cũng có thể tạo ra một cái URL mới là cái route này. Được chưa? Các bạn thử đi. Thử không chạy lại project. Lỗi cái gì? Bài đây thế nào? Tôi lười lắm, các bạn hầu hết là phải mang máy lên cho tôi chứ tôi chẳng bao giờ chạy xuống đâu. Bạn thấy là có xóa cái gì ở trong này không? Bậy nhỉ? Bậy nhỉ? Cái này test. Không quái đâu. Đây là bài hết đâu. Cho bài hết thư viện này. Chờ thì nó tải hết thư viện rồi là nó không tự sinh ra file upload. Này. Được chưa? Trịnh Văn Tú là ông nào vậy? À, Trịnh Văn Tú vắng à? Thấy add friend mình. Thank you.
Được chưa? Dễ đúng không? Hai thằng kia xong chưa? Làm gì mà khó khăn đấy. Bao nhiêu đây nào? Vất vả quá rồi. Ta sớt chưa mà nó chạy. Chưa đúng không? Còn không cần nhìn thấy CMD của ông ở đâu mà. Đâu cái này đâu đây, Nesto 1709 New. Rồi đây, giờ mới chạy đi chứ. Phải start server lên thì chạy đi chứ. Không chạy có mặt. Xong chưa? Hai bạn ngồi bàn đầu xong chưa? Hướng dẫn cho nó chạy đi xem nào. Nhanh lên. Xong chưa? Vất vả thế. Xong chưa? Ai chưa xong thì mang lên đây. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Xong chưa? Các con rời. Xong hết chưa? Chúng ta tiếp tục nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học cái phần lý thuyết đầu tiên của Laravel. Nãy giờ chúng ta mới chỉ cài và chạy thôi. Chúng ta sẽ chạy cái phần đầu tiên, nó là về phần route. Các bạn vào phần trang chủ, trang tài liệu của nó đi. Các bạn search cho tôi cái chữ route. Từ chưa? Nó sẽ ra cái phần routing, route parameter, rồi URL generation này, routing này, đủ các thể loại. Đúng không? Các bạn vào bất kỳ cái nào cũng được, nó cũng ra phần route hết đấy mà. Ủa không phải không ạ? Đây routing này. Hoặc là chúng ta có thể vào phần basic, the basic này. The basic này, có routing này. Thấy không? Ở đây này. Đó, nó sẽ vào phần lý thuyết của phần routing. Routing là chúng ta quy định ra các đường dẫn và nơi xử lý logic cho các đường dẫn đấy. Đúng không? Thì đấy. Chưa hết thì cú pháp của phần route này sẽ như sau. Chúng ta có hai cách dùng route. Thứ nhất là route, sau đó get hoặc post hoặc put hoặc fetch hoặc delete gì đấy tùy. Chúng ta có route hai chấm tên cái request này, loại request này.
sau đó đến tên đường dẫn này, và phía sau là một cái closer. Đây cái closer tức là một cái hàm để xử lý logic cho cái round này, được chưa? Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai chúng ta có thể là định nghĩa kiểu dạng như thế này: round hai chấm hai chấm get hoặc pot gì đấy tùy. Đây là đường dẫn dự thiện th, chúng ta phẩy một cái ở trong này, chúng ta sẽ có là home page controller a cộng index chẳng hạn, như này. Đây là hai cách dùng round khác nhau nhé, các bạn thích dùng cách nào dùng. Thì ở đây chúng ta có cái round này và xử lý cái logic cho round này bằng một cái hàm phía sau. Hàm này người ta gọi là cái dạng là closer, được chưa? Còn loại thứ hai là round định nghĩa ra cái đường dẫn này, sau đó chúng ta sẽ đẩy cái logic xử lý cho cái round đấy vào trong một cái file controller và một cái hàm nằm trong controller. Đằng trước này là tên controller này, đằng sau này là hàm nằm trong controller, được chưa? Đó, đấy nó là cái logic hai cách dùng round của chúng ta, được chưa? Thì thường thường người ta dùng cái cách này, nó chuyên nghiệp, chứ chẳng ai dùng cách này, ít lắm, hiếm khi người ta dùng cái này, được chưa? Hai cách. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đây, đây cách thứ hai dùng đây, nó sẽ vào cái localhost sược user, thì chúng ta sẽ đẩy vào trong user controller và hàm là hàm index. Bây giờ đằng sau cái a còng là hàm nằm trong controller, controller là cái đằng trước này, được chưa? Tiếp theo chúng ta có, trước khi xuống cái phần tiếp theo thì chúng ta, tôi sẽ giải thích vì sao ở trong này nó có đến mấy file API channel console và web, và liệu chúng ta có thể sinh ra một thêm một cái file mới để xử lý được hay không. Thì chúng ta như này này, các bạn để ý ở đây, tôi Ctrl Z này, xếp xuống này. Chúng ta vào cái API này, chúng ta có một cái round 2.a.get test-API. Chúng ta có một cái function. Chúng ta có một cái function ở đây là return string là test-API round. Chưa? Không nhận. Thế bây giờ làm sao để vào đây? Làm sao để vào được đây? Chúng ta phải làm như này này. Localhost này, sược API này. À, xin lỗi các bạn, chủ nhật tối có học không? Thế hãy loan đi xem mọi người đâu, ở gia đình cũng được. Ừ. Gọi cho nó xong rồi thì chốt thời gian thôi, báo cho nó nghe chút. Ở nhà bảo sớm nhé. Được chưa? Các bạn sược API này. Được chưa? Sược API, sau đó mới sược đến cái đoạn này, test API. Sược API, rồi sược test API, rồi enter xuống. Thì các bạn nhìn thấy cái đoạn là test API round, đúng không? Đó, để truy cập vào những cái URL được định nghĩa ở trong file API thì chúng ta phải có cái tiền tố là cái sược API này trước, sau đó mới sược đến các cái URL được định nghĩa ở trong cái file API kia, chứ không phải là không dùng được nhá. Được chưa? Xong chưa bạn nữ, xong chưa? Chưa, mang lên đây xử lý cho.
Được chưa? Hai thằng kia xong chưa? Tí nữa mình biết đến 4:30 chúng ta thống nhất xong phần round này, round cơ bản người ta xong rồi chúng ta thống nhất hôm nay chúng ta có hình sớm thì tùy, bởi vì bài hai mục đích của chúng ta là xong cái môn trường này. Xong chưa? Sao? Xong chưa? Chưa xong thì mang lên, tôi nói rồi, phải nhanh lên, đừng để mất thời gian nhiều quá. Ô hay xong chưa? Chưa thì mang luôn lên đây nhanh lên, không để mất thời gian nhiều, chờ nghĩa lấy ra đến 10 phút rồi, không phải để mất thời gian của cả mọi người như vậy. Chạy đi chưa? Tiếp tục này, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cái file API riêng của mình thoải mái bằng cách như sau. Chúng ta phải vào phần config chúng ta mới làm được, chứ không phải tự nhiên mà làm được đâu. Chúng ta mở cái app này, app, mở cái provider ra. Được chưa? Chúng ta sẽ có thêm, có cái file là route service provider. Mở ra. Thấy không? Các bạn kéo lùi xuống dưới, ở dưới nó có hai cái hàm, một hàm là map web route, một hàm là map API route. Thấy không? Chúng ta copy cái hàm protected function là map web web route này ra. Chúng ta paste ra một cái hàm mới, đây là map admin route chẳng hạn. Thấy không? Map admin route chẳng hạn. Sau đó chúng ta sẽ có cái group base path bằng route admin.php. Được chưa? Sau đó chúng ta có thể là có một cái là prefix. Prefix là tiền tố các bạn nhé. Chúng ta trỏ đến đây này, trỏ đến prefix. Prefix là bằng admin. Được chưa? Kéo dưới ấy, nó có cái hàm map web route ấy. Được chưa? Xong chưa?
Không nhỉ? Rồi. Bây giờ tôi giải thích qua nhá. Cái middleware này chúng ta bỏ qua này, round này, middleware bỏ qua này. Thì mấy nữa học đến phần middleware tôi sẽ giải thích cho chúng ta. Tiếp theo là cái prefix. Prefix thì các bạn cứ đi đâu nhìn thấy cái chữ prefix, đấy là cái từ có nghĩa là tiền tố. Được chưa? Tiền tố là những cái thằng đằng sau phải có cái tiền tố này thì mới chạy được. Được nhỉ? Tiếp theo là cái namespace, các bạn cứ bệ qua đi, namespace nó là chính là cái này này. App ATP controller này, namespace. Đó. Tiếp theo là đến cái group. Group thì nằm ở trong cái thư mục là route, đây là thư mục route. Và đến file là file admin.php. Được chưa? Những cái ở đây thì là như nào? Những cái route nào có tiền tố là admin thì sẽ nằm ở trong cái file là admin.php, nằm trong thư mục route, đúng không? Được chưa? Sau đó để cho cái map admin route này được áp dụng á, thì chúng ta phải lên đây chúng ta duplicate thêm một cái nữa. This trở đến map admin route. Tiếp đây. Map admin route, tên hàm như nào thì các bạn viết lại y như thế nhá, tôi vừa viết nhầm. Map this chọn map admin route. Được chưa? Xong chưa? Sau đó ở trong cái thư mục route này chúng ta tạo ra một cái file mới tên là admin.php. Tạo một file mới tên là admin.php và chúng ta viết code php ở đây. Chúng ta sẽ có cái route ...get sượt như này và function. Chúng ta tiến hành return là admin dashboard. Xong chưa? Rồi bây giờ vào để ra được cái chữ admin dashboard này này. Thì chúng ta vào bằng hướng dẫn là gì? Logo 8000 sược admin, enter xuống. Đúng không? Vào được cái route, viết cái mới ra. Route get test return test admin. Vào được cái này thì chúng ta sẽ là admin holocode 2.8000 sượt gì? Admin sượt test. Đúng không? Đấy, tạo ra một file mới thì như viết như này. Thế thôi. Chẳng biết về nhà có nhớ được không?
Xong chưa? Rồi, đấy, đấy là cái chúng ta dùng được cái round này. Định nghĩa ra tạo thêm file round mới thì làm như nào thì tôi đã hướng dẫn chúng ta rồi, chúng ta có thể về xem lại video nếu không nhớ. Tiếp theo, cái round của chúng ta có những cái kiểu gì? Thì đây, chúng ta biết ở trong cái việc làm web ấy, thì chúng ta có rất là nhiều những cái method để gửi request lên server đúng không? Thì ngoài get port ra chúng ta có rất là nhiều thứ khác như put, pack, delete option đúng không? Thì ở trong Laravel những cái router nó hỗ trợ tất cả các phương thức gửi request lên server. Được chưa? Thì ở đây chúng ta chỉ đơn giản là route hay .get thì nhận request là get port tương tự put, pack, delete option. Được chưa? Thì những cái URL có, các bạn lưu ý này, trong chúng ta hoàn toàn thể xử lý là những cái URL có đường dẫn giống nhau nhưng mà khác nhau về request, đúng như khác nhau về loại request, chúng ta có thể xử lý các logic khác nhau, đúng không? Đó, do đó là chúng ta có thể xử lý được rất là nhiều, cái không gian tên của chúng ta nó lớn hơn rất là nhiều. Tiếp theo, route match get port, nhá, tức là cái URL là sượt như này. Bất kể cái kiểu request gửi lên là get hay port thì đều được xử lý chung vào trong này. Được chưa? Kiểu request gửi lên là get, là port thì đều được xử lý bằng cái logic ở trong này với cái đường dẫn là sửa. Được chưa? Chúng ta có cái route any là bất kỳ cái phương thức nào gửi lên cái đường dẫn là full. Tôi không biết nó là get, port, pack, put, delete hay gì đấy. Bất kể đều được xử lý ở đây hết với cái hàm any này. Miễn là URL như này là full thì đều xử lý trong này hết. Được chưa nhỉ? Tiếp theo là cái set REST token protection. Thì cái bởi vì Laravel ấy, nó hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc là bảo vệ cái website của mình tránh bị spam request. Thì nó sẽ như sau, các bạn lưu ý cho tôi một điều. Ví dụ chúng ta có cái $get này, đây $get ở trong này. Bằng welcome đúng không? Hoặc là route get tôi sẽ còn 1709 này để ra hello world đúng không? Tôi sẽ mở thằng postman ra, các bạn có biết thằng này không? Không biết à? Cái này nó để giúp chúng ta gửi request lên tiện hơn. Ví dụ như sau. Tạo ra một cái thằng mới đi. Đây. Localhost 2.8000 sượt 1709 đúng không? Đường dẫn của chúng ta là như vậy đúng không? Request dạng get gửi lên. Có đúng là ra là hello world không? Đúng chưa? Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái request nữa, một cái router nữa là route dạng post. Được chưa? Và ở đây tôi sẽ return ra là post 17 1709. Được chưa? URL thích thì thêm vào. Thì bây giờ tôi gửi cái này lên thì nó sẽ hiển thị cái gì? Vẫn là hello world đúng không? Đúng chưa? Bởi phương thức gửi là dạng get mà. Bây giờ tôi chuyển cái này sang port, gửi lên thì nó thành cái gì? 1709 á, có còn lâu mới ra được. Biết vì sao? Biết vì sao? Không phải là đường dẫn sai, đường dẫn đúng. Kiểu phương thức gửi cũng đúng. Vẫn đúng nhá. Tuy nhiên á, có một cái điểm ở đây nó là cái gì? Thằng Laravel nó mặc định là nó không cho những cái request gửi lên và gửi thường thường là post là gửi từ form đúng không? Thì nó sẽ ngăn chặn những cái request gửi lên không phải từ form mà được sinh ra từ chính project này. Bằng cách nào? Ví dụ bây giờ tôi sẽ hiển thị cho các bạn thấy nó chạy được này. Ví dụ như ở cái 1709 này tôi sẽ tiến hành là return ra một cái view là 1709 trừ form. Được chưa? 1709 form, đây là một cái giao diện. Thì tôi copy cái này tôi vào trong cái phần research này. View tôi tạo mới ra. Rồi. HTML. Đây tôi có một cái form. Bỏ cái action này đi thì là cái nó gửi lên đúng cái đường dẫn đúng không? Đúng đường dẫn hiện tại đúng không? Method là post. Không có cái accept gì hết. Ở đây tôi có một cái input.
input text name bằng name, không có value gì cả. Ở đây có button I submit, đây là save submit lên, được chưa? Bây giờ tôi sẽ ra cái, tôi vào lại đường dẫn thì nó sẽ như này. Đúng là ra đường dẫn ra này không? Submit lên nhá, thì nó sẽ gửi lại đúng cái đường dẫn ở trên này đúng không? Với phương thức dạng POST vẫn tèo, được chưa? Bây giờ làm sao để qua được? Chúng ta đơn giản như này thôi. A cộng, cái này gọi là annotation trong Java đó, hoặc là directive ở trong JavaScript, thì chúng ta có cái A cộng CSRF, được chưa? Giờ làm lại nhé. Thấy không? Vậy tại sao nó lại thêm cái kia vào, nó lại gửi lên được? Chúng ta coi này. Khi mà thêm cái đoạn kia vào thì cái giao diện của chúng ta nó tự sinh ra một cái thẻ input có type bằng hidden, có name bằng gạch dưới token và value bằng một cái đoạn text tùm lum. Thấy không? Được chưa? Thì khi mà chúng ta submit cái form kia lên, submit cái form này này, thì á Laravel nó tự động nó kiểm tra xem là cái form này có gửi kèm một cái tham số tên là token và có giá trị bằng cái token được sinh ra từ Laravel này hay không. Nếu cái token này được sinh ra từ Laravel thì nó sẽ cho qua, còn nếu không thì nó sẽ báo lỗi giống như vừa rồi, được chưa? Bây giờ tôi sẽ có thể là lấy cái giá trị ra. Alo, thứ ba tao cũng bận rồi. Thế thôi, thế team mình họp thì nếu mà team mình họp thì chị về gần nhà mày. Ừ nhá, tầm 7-8 giờ. Ừ nhá. Được chưa? Đây, chúng ta chỉ đơn giản thêm cái A cộng CSRF này vào trong cái form. Cái này bao giờ học đến Blade View, tôi sẽ hướng dẫn thêm. Được chưa? Nhưng mà với Laravel thì nó sẽ đảm bảo được cái việc là cái form của chúng ta bất kỳ một request nào đó, dạng post mà gửi lên ấy, thì nó phải được sinh ra bởi chính cái project Laravel này. Được chưa? Chứ không phải thằng nào, bất kỳ thằng nào gửi lên được. Được chưa nhỉ? Tất nhiên là chúng ta có thể tắt cái tính năng này đi nếu thích. Nhưng mà tôi sẽ chưa hướng dẫn các bạn cái phần đấy. Thì ở đây tôi đang muốn nói đến cái phần là phần CSRF token. Được chưa? Là chúng ta phải có thêm cái A cộng này trong form, A cộng CSRF trong form, chúng ta mới pass được qua cái check của thằng Laravel này. Được chưa? Tiếp theo là cái phần redirect route. Thấy không? Thì chúng ta có thể là khi đây xử lý như này, khi route 2.2.get thiện th route redirect thiện th, thì khi mà đường dẫn người ta truy cập vào localhost sượt thiện th thì tự động nó sẽ điều hướng sang cái đường dẫn là 1709. Được chưa? Nó sẽ điều hướng thẳng sang 1709. Được chưa nhỉ? Thử cái. Đây nha, 1709 thì hiển thị ra cái form đúng không? Đây tôi sẽ viết vào đây là thiện th. Thấy không? Nó tự động điều hướng về 1709 cho chúng ta. Được chưa nhỉ? Đấy là redirect. Đây là cách chúng ta sử dụng route redirect. Còn chúng ta còn cách nữa là như sau này. Nếu các bạn sử dụng cách truyền thống thì nó sẽ như này. Tôi sẽ có cái function ở đây. Được chưa? Tôi sẽ return respond là trả về nhá. Trở đến redirect điều hướng đúng không? Trở redirect về cái đường dẫn là 1709. Được chưa? Respond redirect tức là điều hướng về cái gì? Cái đường dẫn là 1709 như này. Tôi test lại. Các thấy không? Kết quả như nhau. Được chưa? Thì đây nó là cái câu lệnh để giúp chúng ta
điều hướng cái request của mình về một cái URL khác trong hệ thống hoặc bất kỳ đâu tùy. Được chưa? Thì đấy nó là cái câu lệnh respond redirect. Được chưa? Hôm nay tạm thời dừng ở đây nhá. Buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp cái phần còn lại của round, còn nhiều lắm. Trong này nó còn tham số đường dẫn này, rồi lấy tham số optional, rồi thì require parameter nhiều lắm. Chứ không chỉ có cái này đâu. Thì chúng ta sẽ học dần từng cái một. Được chưa nhỉ? Đó, thì nhắc lại một chút, hôm nay chúng ta đã tiến hành cài đặt được cái Laravel và chạy thử project. Được chưa? Cũng như là tìm hiểu được một phần của cái round, định nghĩa round, rồi thì các cấu trúc thư mục, rồi thì các cái cách tạo ra một cái file nằm trong thư mục round mới. Được chưa nhỉ? Thì các bạn về check lại, chắc ôn cái này chắc mất 10 phút thôi, các bạn chỉ cần lật lại lúc các bạn đọc là nhớ ra hết, nhưng mà nó không có gì phức tạp cả. Được chưa nhỉ? Đó, tôi đã tắt máy quay đấy.